Xin chào anh em cô chú các bác quan tâm tới kênh Đi Qua Tuần Hình nha. Hôm nay xin giới thiệu tới anh em cô chú các bác 50 cây kéo bắc cành ha. Thì cái form này là cái form mà anh em rất là yêu thích ha. Cái form mà cái lưỡi nó hơi hơi cong, hơi bầu bầu ha. Thì ở đây là hai cây đầu tiên là của ARS nha. Ba cây sau thì cái form rất là quen thuộc rồi ha. Những cán trắng đỏ ha. Ok. Mình xin giới thiệu nha. Cái đầu tiên là cây của ARS nè, anh em xem nha. Mình zoom gần cho anh em xem được rõ ha. Đây ARS view tượng hình con cá sấu đây nha. Đó, mình thấy hai biểu tượng con cá sấu đây. Và cái lưỡi này là đã được mài nhẹ lại nha. Cái số 1 là giá 180 ngàn nha. Cây số 2 cũng ARS nhưng mà toàn thân nó bằng thép nha anh em. Cây này còn rất là đẹp ha. Cây này là giá nó 250 ngàn nha. Lưỡi còn rất là bén ha. Rồi ok, cây số 2 250 nha. Cây số 3 thì nó cũng bằng form với cây số 2 ha. Cây số 3 đây ha. Cây số 3 thì lưỡi có mài lại nha. Đó. Chỉ mài rất nhẹ thôi chứ cũng không có ăn vào nhiều ha. Rồi cây số 3 này giá 230 ngàn nha. Ok, cây số 3 nha, 230 ha. Cây số 4 thì nó to, 4 5 thì nó to cây 3 tí ha. Này. Tính là to cũng tương đối nhiều đó. Anh em thích cây lớn thì anh em chọn cây 4 5 nha. Số 4 vỏ nó bị róc tí này. Với cái lưỡi này thì cũng được mài lại rồi nha. Đó. Chỗ đây nó hơi, nói chung nó chỗ đây nó không có bầu tự nhiên giống như nguyên bản ha. Đó anh em xem ha. Đó. Mà lại rất là bén nha. Khít ha, anh em yên tâm nha. Bởi vì cái lọ này nó có ốc á cho nên anh em tinh chỉnh thì rất là dễ chứ không phải là loại tán ha. Rồi ok, cây số 4 này giá nó là 230 ngàn nha. Cái này size lớn nha. Cây số 5 thì cũng size lớn giống như cây số 4 ha. Số 5 thì lưỡi còn khá là ngon ha. Cái đầu thì nó không được 100% thôi mà cái mép còn rất là ngon. Ok. Rồi, cây số 5 này cũng 230 nha. Cây số 5 thì vỏ ở chỗ này hơi xấu rồi nha. Đó, anh em xem kỹ nha. Rồi, cây số 5 230 ngàn nha. Rồi, tạm thời mình có 5 cây ha. Anh em quan tâm thì anh em vui lòng xem kỹ và chọn đúng cây mình yêu thích nha. Liên hệ mình theo số điện thoại 076 8632 039 nha. Xin chào, cảm ơn anh em nha.